Chào các bạn, hôm nay sản phẩm Smart Home xin gửi tới các bạn một sản phẩm, đó là mạch dàn phơi thông minh. Sau đây mình sẽ giới thiệu với các bạn về chi tiết cụ thể về mạch cũng như là cách đấu nối của mạch. Đây, trên tay mình đây là công tắc hành trình, đây là cảm biến mưa và đây là cảm biến ánh sáng. Và trên mạch đó là hành trình 1, mình sẽ đấu vào đây là HT1, đây hành trình 2 cảm biến ánh sáng và cảm biến mưa. Sau đây mình sẽ test thử cho các bạn xem. Đây là cấp nguồn 12V. Khi cấp nguồn vào, mặc định máy động cơ sẽ quay vào và khi có đủ ánh sáng nó lại đi ra. Ở trường hợp thứ hai, mình sẽ test cho các bạn xem, đó là khi không có ánh sáng. Đây mình sẽ che cảm biến lại và mình sẽ cấp nguồn. Như ban đầu nói thì mặc định nó sẽ đi vào, tôi sẽ đi vào, nhưng mà khi mà không có ánh sáng nó sẽ hoàn toàn không đi ra nữa. Và khi mình mở cái cảm biến ánh sáng ra thì nó sẽ nhận ánh sáng là ánh hiểu là ban ngày. Và chúng ta thấy thì động cơ của mình sẽ quay ra. Như chúng ta đã thấy thì đây là động cơ lúc ban ngày, tức là kiểu cảm biến ánh sáng đang hiểu là ban ngày và quần áo mình đang phơi. Nhưng mà để mình sẽ test thử cho các bạn xem nó là nó hiểu là ban đêm. Động cơ sẽ vào, sẽ kéo quần áo của mình đi vào. Sẽ mở ra, tức là ban ngày ánh sáng sẽ nhận ánh sáng và nó sẽ được quần áo của mình sẽ được đưa ra phơi. Tiếp theo mình sẽ test cho các bạn xem cái công dụng của cảm biến mưa. Đây là khi quần áo đang được phơi ở ngoài, nhưng mà mình cho một ít nước đó vào đúng 5 giây, khoảng 5 giây động cơ sẽ đi vào. Khi có mưa thì quần áo nó sẽ được kéo vào. Và tiếp theo thì mình lau cái panel này đi, thế là đã hết mưa đó, nó sẽ tiếp tục đi ra, sẽ được phơi ra khi mà nó tạnh mưa. Mình sẽ nói thêm chi tiết hơn, nó là có hai nút nhấn ở đây. Vâng, hai nút nhấn này sẽ có tác dụng khi là trời sáng hoặc là không có mưa. Hai nút nhấn này sẽ không có tác dụng khi trời mưa hoặc trời đang tối. Sau đây mình sẽ điều khiển nó ở chế độ bằng tay. Khi mà trời ban ngày mình bấm để nó sẽ đi vào, ở đây mình bấm nó sẽ đi ra. Thank you.
Bộ này ngoài ra thì còn có cái chức năng điều khiển bằng RF. Đây, mình sẽ test thử cho các bạn cùng xem. Đó, ấn C là motor sẽ quay vào, và ấn B để motor quay ra, quay quần áo. Vừa rồi mình đã giới thiệu với các bạn về sản phẩm máy chèn phơi thông minh. Xin cảm ơn các bạn đã đón xem và ủng hộ kênh mình nhé.